Chào mừng quý vị đang đến với kênh VN Youtuber Thưa quý vị, trong cuộc khẩu chiến trên truyền thông của Campuchia liên quan dự án kênh đào Phú Nam, ngày mùng 10 tháng 5 tờ Khmer Times đăng bài viết với tựa đề Có phải Campuchia đang bán mình rẻ hơn Singapore và Việt Nam? Bài báo viết rằng khi các bài báo từ Singapore và Việt Nam gợi ý rằng Campuchia phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc, từ một góc độ khác, cáo buộc như vậy cũng có thể nêu lên câu hỏi rằng liệu Campuchia có đang bán mình cho Trung Quốc ở cái giá thấp hơn Singapore và Việt Nam không. Theo báo cáo đầu tư ASEAN 2019 và 2018, khi đầu tư của Trung Quốc vào Đông Nam Á đạt đỉnh, dòng vốn FDI vào Campuchia đạt con số cao kỷ lục là 3,1 tỷ đô la. Năm 2017 và 2018, Trung Quốc chiếm 23% và 26% trong tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Campuchia. Tuy nhiên, từ khía cạnh khu vực, Singapore và Việt Nam mới thực sự là những người hưởng lợi lớn nhất từ đầu tư Trung Quốc. Singapore đã thu hút được 155 tỷ đô la và Việt Nam được 16 tỷ đô la vào năm 2018. Đây là khối lượng lớn nhất của đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc vào Đông Nam Á trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Con số này hiện nay đã giảm nếu Campuchia chỉ nhận được khoảng 1 tỷ đô la đầu tư và bị xem là bị mua bởi Trung Quốc thì Campuchia đang bán mình rất rẻ mạt. Bây giờ hãy nhìn vào đầu tư của Mỹ ở trong khu vực. Mỹ thường thể hiện bản thân như là nhà đầu tư lớn nhất ở Đông Nam Á. Đầu tư của Mỹ trong thị trường chứng khoán của khối ASEAN đạt 359,9 tỷ đô la vào năm 2022, nhưng chỉ riêng đầu tư vào chứng khoán Singapore đã đạt 309,4 tỷ đô la trong năm đó. Mặc dù Mỹ luôn tự cho là nhà đầu tư lớn nhất ở Đông Nam Á, tuyên bố này khá sai lệch vì đến 86% đầu tư của Mỹ là tập trung vào riêng Singapore. Singapore rất thông minh trong việc bán bản thân với giá rất cao cho cả Mỹ và Trung Quốc và không có ai cáo buộc họ dựa quá nhiều vào Mỹ, ngay cả khi họ cung cấp quyền sử dụng độc quyền căn cứ quân sự cho Hải quân Mỹ trong hình thức cho thuê. Một lần nữa, đây là một khoản kinh doanh quá lợi cho Singapore và danh tiếng của họ đã không bao giờ bị khen ố. Bởi vì các biên tập viên truyền thông chủ yếu viết những bài báo để chống Trung Quốc từ Singapore và Việt Nam, do vậy ngay cả khi họ sử dụng chính xác cùng những lý lẽ, để chỉ trích Campuchia, họ cũng sẽ không coi những điểm này là sự phụ thuộc của Singapore vào Mỹ. Nhiều nhà nghiên cứu người Singapore viết các bài báo của họ với các nhà nghiên cứu Việt Nam hoặc là xuất bản lại các bài báo của người Việt hoặc là sử dụng lý lẽ của Việt Nam để tấn công Campuchia. Nhiều trong số họ chưa bao giờ đến Campuchia và chưa bao giờ nói chuyện với các nhà nghiên cứu và nhà làm chính sách của Campuchia. Campuchia muốn giống như Singapore. Campuchia ghen tị với Singapore. Campuchia muốn cả Mỹ và Trung Quốc, nhưng Mỹ chưa bao giờ đến. Từ góc nhìn của Campuchia, Mỹ không đầu tư nhiều vào Campuchia, nhưng họ tiếp tục bắt nạt Campuchia, cố gắng phong tỏa các khoản đầu tư lớn và các dự án phát triển. Có một câu nói Khmer rằng, nếu bạn không giúp chèo thuyền thì cũng đừng chặn dòng nước. Đây là cách Campuchia cảm nhận về các hành động bắt nạt của Mỹ. Đất nước đang cố gắng để ngăn chặn đầu tư Trung Quốc vào Campuchia. Từ góc nhìn của Campuchia, cách Singapore và Việt Nam cáo buộc Campuchia quá phụ thuộc vào Trung Quốc đã mang đến cho Campuchia ấn tượng rằng Singapore và Việt Nam rất bùn xín và hẹp hòi. Nói đơn giản thì nếu bạn đã nhận được hàng trăm tỷ đô la đầu tư từ Trung Quốc, tại sao bạn lại quá bùn xín để tấn công một nước nhỏ như Campuchia chỉ nhận được vài tỷ đô la? Một lần nữa, bài viết này chỉ muốn cung cấp một khía cạnh so sánh để độc giả xem xét xem liệu Campuchia có đang bán mình rẻ hơn so với Singapore và Việt Nam hay không. Nó không có ý nói rằng Campuchia nên bán nhiều hơn cho Mỹ và Trung Quốc trước khi nhận được nhãn dán là con rối của Mỹ hoặc Trung Quốc. Nó cũng không có ý nói rằng các nước nên so sánh về giá trị để bị dán nhãn là con rối của Mỹ hay Trung Quốc. Luận điểm chính của bài viết này là một cáo buộc rằng Campuchia là con rối của Trung Quốc do mức độ đầu tư hiện tại của Trung Quốc là một cái nhìn rất thiển cận và hẹp hòi. Đây là điều bất công với Campuchia nếu chúng ta nhìn nó từ góc nhìn khu vực đây chỉ đơn giản là lý lẽ phản biện của tác giả với sự cáo buộc ở mức độ thấp một nhà nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu tỉ mỉ sẽ có một đánh giá cân bằng hơn về đầu tư của trung quốc vào campuchia họ cũng sẽ đi đến thấy rằng mỹ và eu là các thị trường lớn nhất của campuchia các nước cần có khả năng lực sản xuất và sự truy cập thị trường tiêu thụ campuchia dựa vào trung quốc về năng lực sản xuất nhưng cũng cần dựa nhiều vào mỹ và eu về truy cập thị trường để tồn tại về mặt kinh tế, Campuchia không thể cắt đứt quan hệ với Trung Quốc, Mỹ và EU. Đây là sự thực mà hầu như đã bị ẩn đi khi các nhà nghiên cứu thiện cận và hẹp hòi thích sử dụng các thành kiến truyền thống để dán nhãn Campuchia là con rối của Trung Quốc. Họ thiếu thành thực trong tính chuyên nghiệp học thuật của họ. Quý vị thân mến, trên đây là một bài viết đăng trên tờ Khmer Time vào ngày mùng 10 tháng 5 vừa qua với tác giả là Liếp Chantavi được giới thiệu là nhà nghiên cứu ở Phnom Penh. Cá nhân tôi nhận xét rằng bài viết này có cách nói hung hăng và kiểu lập luận khá giống phong cách của ông Hun Sen. Vài tuần trước, Hun Sen phát biểu công khai trong một diễn đàn ở Phnom Penh rằng Campuchia không ngu ngốc hơn Việt Nam, khi ông này đề cập đến mối quan hệ của Campuchia với Trung Quốc. Trở lại bài báo của Liếp Chanthavi, dường như nó thể hiện mức độ bức xúc lớn hơn do sự hiện diện của Singapore trong câu chuyện ồn ào xoay quanh dự án kênh đảo Phú Nam nếu cứ theo cách nói của tác giả Campuchia này thì dường như đang có một mặt trận, một liên minh ngầm giữa Singapore với Việt Nam để công kích Campuchia. Luận điểm cơ bản chủ chốt nhất của bài báo này là so sánh từ góc độ nhận đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc giữa ba nước Việt Nam, Singapore, Campuchia, rồi từ đó nói rằng Campuchia chỉ nhận được số tiền đầu tư rất nhỏ so với Singapore và Việt Nam. Cho nên khi các nhà nghiên cứu ở Việt Nam và Singapore cứ viết bài chỉ trích công kích Campuchia thì họ là những người thiền cận và hẹp hòi. Nhưng có một vấn đề là tại sao các dự án của Campuchia lại đã thường xuyên gây ra lo ngại cho các nước trong khối ASEAN. Trung Quốc cũng đang đầu tư rất nhiều vào Lào và các nước ASEAN khác, nhưng các dự án của Trung Quốc vào Lào lại không gây, không gây ra những phản ứng lo ngại cho cộng đồng khu vực đến mức như Campuchia. Câu hỏi đó, người Campuchia nên tự trả lời trước khi hờn dỗi với những dư luận ở Singapore hay Việt Nam hay ở là một nơi nào đó khác chỉ trích rằng Campuchia là con dối của Trung Quốc một sự thực mà tác giả người campuchia cũng cố tình phớt lờ là đằng sau các khoản đầu tư lớn luôn luôn là mục tiêu chính trị của nước lớn gây sức ép lên các nước nhận đầu tư chứ không bao giờ chỉ là vấn đề kinh doanh thuần túy nếu không nhằm lợi dụng campuchia để có lợi ích cho mình trong quan hệ với khối asean trung quốc có lý do gì để gia tăng đầu tư vào campuchia và nếu campuchia không mấy lần ra mặt đứng về phe trung quốc trong một số sự kiện gây tổn hại cho lợi ích chung của cả khối asean thì liệu có ai gian én họ là con rối của Trung Quốc hay không? Tôi có thể nhắc lại hai sự kiện lớn thể hiện sự bán mình của Campuchia cho Trung Quốc. Đầu tiên là năm 2012, khi Campuchia là chủ tịch ASEAN, nước này đã phản đối không thông qua tuyên bố chung của ASEAN, trong đó chỉ trích các hành động gây hấn của Trung Quốc với Việt Nam ở Biển Đông như cắt cát tàu Bình Minh. Năm 2017, trong hội nghị đặc biệt giữa ngoại trưởng các nước ASEAN với Trung Quốc, Campuchia cũng vận dụng nguyên tắc đồng thuận của khối để không đồng ý thông qua bản tuyên bố chung có những ngôn từ gây bất lợi cho Trung Quốc. Như chính bài báo đã chỉ ra rằng Việt Nam và Singapore nhận đầu tư từ Trung Quốc lớn hơn nhiều so với Campuchia, nhưng không có ai chỉ trích rằng hai nước này là con rối của Mỹ hay Trung Quốc. Nguyên nhân rất đơn giản là vì cho đến nay chưa có một sự kiện hay là một vụ việc cụ thể nào thể hiện ra rằng Việt Nam và Singapore đã từ bỏ vị thế trung lập của mình để ngả sang Mỹ hay Trung Quốc trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Còn Campuchia thì đã phải lần phát biểu lỗ đến mức như là một người phát ngôn của Trung Quốc. Nếu ở góc nhìn của Campuchia, tác giả Liếp Chantavi đặt câu hỏi rằng có phải Campuchia đang bán mình rẻ hơn Singapore và Việt Nam hay không, thì ở góc nhìn của một người Việt Nam, tôi cho rằng điều đó đúng. Họ đang bán mình rẻ mạt hơn thật, nhưng nguyên nhân của cái giá rẻ mạt là do họ tự đánh mất thế trung lập của mình. Cư dân mạng Việt Nam có câu, không ai nhát run ở miệng con cá mà người ta đã câu được cả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.